Tôi mới đến và tôi đã được nghe. Và con đã đọc lại xong ạ. Con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Trần đạo. Được tín hiệu. Có đọc bài không thì cha Nhật Bình mình xin nhận mic ạ. Thành kính đảnh lễ thượng tọa pháp cùng chư tôn đức vừa qua năm vào đạo Nhật Quỳnh mến chào Thi Lâm và kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Trần Đạo cô nghe pháp sức từ mẫn. Xích tâm. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta học bài mới ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh người khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, và con xin được đọc phần chánh kinh trước ạ. Và cảm ơn Trạng Đông cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 2, hai pháp phẩm 2. Bốn mươi chín La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, chư thiên và loài người bị xâm chiếm bởi hai tà kiến. Một, số người chấp chặt. Một, số người đi quá trớn. Một, số người có mắt thấy được. Này các tỳ kheo, thế nào là một số người chấp chặt? Này các tỳ kheo, có chư thiên và loài người ưa muốn sanh hữu. Khi các pháp đoạn diệt sanh hữu được giảng cho họ, tâm họ không có phấn khởi, không có tính thành, không có an trú, không có bị lôi cuốn. Như vậy, này các tỳ kheo, đó là một số người chấp chặt. Và này các tỳ kheo, thế nào là một số người đi quá trớn?
Nhưng có một số người lo âu, xấu hổ, nhàm chán với sanh hữu, hoan hỷ, phi sanh hữu. Họ nói, vì rằng khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị hoại diệt, không có tồn tại sau khi chết. Quan niệm này là thiết thực, là thù thắng, là chân thật. Như vậy, này các tỳ kheo, đó là một số người đi quá trớn. Và này các tỳ kheo, thế nào là một số có mắt được thấy? Ở đây, tỳ kheo thấy sanh hữu là sanh hữu. Sau khi thấy sự sanh hữu, vị ấy hướng đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, đó là những người có mắt được thấy. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Những ai đã thấy được sanh hữu là sanh hữu, thấy được sự vượt qua sự sanh hữu ấy, những vị ấy giải thoát đối với thật hiện hữu, vì nhờ đoạn diệt được tham ái đối sanh hữu, nếu vị ấy liệu tri. Sanh hữu là sanh hữu, vị ấy đi tham ái đối hữu và phi hữu, tỳ kheo quyết phi hữu đối với chính sanh hữu. Đối với chính sanh hữu sẽ không còn đi đến sanh đi rồi sanh lại. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bích Tha giá phần chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ thỉnh thượng tọa Minh Hạnh. Quên, con xin sám hối. Con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ sư có nghe được. Dạ con nghe, kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Mai Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Xin chào Thượng tọa Minh Hạnh, xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Dạ kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua bài 49 La Mã. Phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài kinh hôm nay. Trước khi giảng thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Thang Phagavanta Tăng Apikwa Dimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác đến thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sakato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Subhatibano Phagavato Savakasanko Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh, quả còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ kính bạch chư thân, kính thưa quý vị, trong cái bài học hôm nay đó thì về phần chánh kinh thì chúng ta cũng đã nghe đọc. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại những cái điểm chính ở trong cái bài học hôm nay.
Ở trong cái bài học hôm nay á, thì Đức Phật Ngài nói là chư thiên và loài người xâm chiếm bởi tà kiến, tức là Miccha đó, tà kiến. Một số chấp chặt, một số đi quá trớn, một số có mắt thấy được. Cái này là ba điểm chính, ba điểm chính. Và ở đây được Đức Phật Ngài giải thích như thế nào được gọi là một số người chấp chặt. Này các tỳ kheo, thế nào là số người chấp chặt? Này các tỳ kheo, cho chư thiên và loài người ưa muốn sanh hữu, ưa muốn sanh hữu. Khi các pháp đoạn diệt, pháp sanh hữu được giảng cho họ, tâm họ không có phấn khởi, không có phấn khởi, không có tính thành, không có an trú, không có bị lôi cuốn, không có bị cuốn hút vào đó. Như vậy này các tỳ kheo, đó là một vị một số người chấp chặt. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài dạy rằng chư thiên và loài người, chư thiên loài người ở đây chúng ta hiểu là bao gồm cả phạm thiên và chư thiên luôn. Nhưng là ở trong tam giới này, trong tam giới này cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên ở cõi dục giới, rồi phạm thiên ở cõi vô sắc giới. Cõi vô sắc giới thì có bốn cõi, cõi sắc giới thì có 16 cõi, và cõi dục giới thì có 11 cõi, cộng tất cả là chúng ta có 31 cõi. Như vậy thì cả chư thiên và loài người chấp chặt theo một cái quan điểm mà ở đây hiểu rằng là sao, chấp chặt là sao, tức là họ liên quan đến chấp vào cái quan điểm đó là đoạn kiến, đoạn kiến gọi là út chê đá đít thiết. Thì cái phần này đó chúng ta thấy rằng ngay cả từ ở trong cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật Ngài chuyển pháp luân đó, cho giảng cho nhóm ngũ bộ, tức là nhóm Nam Anh Kiều Trần Như đó, thì Đức Phật đã nói rằng nên tránh hai cái cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng, và đồng thời là bỏ luôn cả cái quan điểm thường kiến và đoạn kiến. Do đó Đức Phật Ngài dạy cái con đường trung đạo, trung đạo gọi là Majjhima Patipada. Như vậy thì một số chúng tranh chấp chặt vào đoạn kiến. Đoạn kiến là sao? Đoạn kiến trong cái danh từ Pali đó là út chê đá đi thiết. Út chê đá đi thiết thì danh từ Pali là như vậy, có nghĩa là chấp sau khi chết đó, là hết. Nhưng mà do rằng là chúng ta thấy rằng ở trong tâm tham của mình, nếu nói trong Di Diệu Pháp thì có bốn tâm tham tương ưng tà kiến và bốn tâm tham không tương ưng tà kiến. Nhưng mà cái bốn tâm tham tương ưng tà kiến này nó chi phối toàn bộ cho chúng sinh, ở chúng sinh cả luôn, cả bốn tâm tham không tương ưng tà kiến. Thì bây giờ khi mà tương ưng tà kiến thì nếu mà chấp chặt vào một cái thứ gì mà ở đây liên quan đến cái đoạn kiến đó, thì chúng ta hiểu rằng là cái người này vẫn có cái sự ước vọng muốn là mình, do cái sự ham thích của mình, do cái sự ái luyến của mình. Ở đây là mình hiểu là cái căn gốc là tâm tham. Mình nếu nói trong trong dòng luân hồi đó thì là chính ái, ái ái mà chấp vào trong thường đoạn kiến, đoạn kiến. Cho nên là họ nghĩ là sau khi chết là hết, sau khi chết là hết. Cho nên là nếu mà nói là chấp sau khi chết là hết á, thì rõ ràng đó là một cái chấp nó sai lệch lắm, mà phải nói rằng là rất là nặng, rất là nặng. Ở bên tiếng Hán người ta gọi là các vị tổ đức của xưa kia, người ta nói rằng ninh chấp hữu như tu di sơn, mặc vô như tử.
Có nghĩa là gì? À, có nghĩa là mình thà là chấp có đó, tức là chấp thường đó, lớn như cái túi tu di đó, thì nó cũng không có nguy hiểm bằng mình chấp như là chấp không, như là một cái đầu hạt cải. Hạt cải thì chúng ta hiểu là nó nhỏ, nhưng mà cái chấp không á, tức là chấp đoạn á, nó nguy hiểm đến ngay. Bởi vì cho nên chúng ta thấy rằng cái người mà đoạn kiến á, thì phần lớn sanh địa ngục á, là nó không có ra rồi, lâu lắm mới ra được. Cho nên là do cái nghiệp tà kiến mà, nghiệp tà kiến ở đây là chấp vào đoạn kiến. Nếu một người mà có tin rằng có đời trước đời sau á, thì ít ra là họ còn tin có luân hồi. Họ tin còn có luân hồi, và họ tin có cái nhân của cái nhân lành đưa đến cái quả vui, và họ có thể tin rằng có cái nhân ác đưa đến quả khổ. Do họ tin như vậy cho nên họ có thể là cố gắng để tránh xa cái chấp không có, tức là chấp đoạn không có. Cái người nguy hiểm nhất là chấp đoạn, tức là nghĩ là sau khi chết là hết. Cho nên là bây giờ mình có làm cái gì tội lỗi lắm, tạo cái nghiệp bất thiện lắm, thì cũng không có hưởng, không có nhận lấy cái quả đó đâu. Cũng bởi vì họ nghĩ rằng không có kiếp sau mà. Và khi mà họ không tin có kiếp sau, cho nên là họ không thể nói rằng có thể, họ không thể tin rằng có lục đạo sáu đường được. Ba cõi lục đạo sáu đường. À, ba cõi tức là dục sắc và vô sắc, và họ cũng không có tin rằng sáu đường tức là trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula được. À, bốn cái cảnh giới khổ đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. À, rồi trời người, họ không tin những điều đó, không tin có những cái cảnh giới đó. À, không tin có cái quả lành đưa đến cái cảnh giới an vui, và không tin cái quả khổ đưa đến cái cảnh giới khổ khổ đau, quả ác đưa đến cái khổ đau. Cho nên ở đây đó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và ở trong tâm tham của mình đó, thì có bốn tâm tham, như chúng tôi trở lại đó là bốn tâm tham tương ưng tà kiến, bốn tương tâm tham tương. Thì cái tà kiến này nó liên quan đến thường kiến và đoạn kiến, mà ở đây chúng ta nói cái đoạn kiến trước, đoạn kiến trước nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Như vậy thì có một số vào thời kỳ Đức Phật đó, có những vị luật sư ngoại đạo trong cái nhóm đó, có 6 cái vị luật sư gọi là nhóm, mà gọi là luật sư ngoại đạo, tức là 6 cái vị gọi là đạo sư thời bấy giờ, đạo sư thời bấy giờ, nhưng mà không phải là trong Phật giáo. Có một vị đó là quan điểm là không có sau khi chết là hết rồi. Họ quan điểm như vậy, và do vậy thì họ dạy những người đệ tử của họ, họ lưu truyền những người đệ tử của họ, hướng dẫn những người đệ tử của họ tin như vậy và biết như vậy. Thì cái này nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên nếu mà nói là một người mà chấp chặt ở đây là nói chấp chặt vào đoạn kiến, chấp chặt vào đoạn kiến. Như vậy thì chúng ta cũng nói ở trong cái đời sống này nè, có khi đó là chúng tôi đi đây đi đó, đó thì cũng có thể gặp nhiều người họ nói như vậy, họ quan điểm như vậy. À, nhưng mà cái số này á, thì nó lại nó cũng có, nhưng mà nó ít hơn, nó ít, nó có nhưng mà ít hơn, ít hơn là cái người cấp chấp có, tức là cái người tin là có đời trước đời sau có nhiều hơn nè, nhiều hơn là cái người mà chấp không. Thì cái người này mà nếu đã chấp như vậy đó, thì họ không tin có ân đức của cha mẹ, ân đức của thầy tổ, cũng không có nhân lành cho quả vui, không có nhân ác cho quả khổ, và không có cảnh giới an vui, cũng không có cảnh khổ, bởi vì sau khi chết là cát bụi trở về với cát bụi. Mình hiểu đó là như thế này. À, đối với thân năm uẩn của chúng ta thì bao gồm cả sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì cái sắc uẩn thì dĩ nhiên là nó phải già rồi, nó phải cỗi rồi, nó phải già rồi phải chết thôi. Ừ. Thì không phải là cái sắc uẩn này nó hoại rồi là mất luôn,
Mà sự thật ra là chúng ta có những cái thức quẩn, cái thức quẩn này nó cũng không phải là hằng hữu, nó không phải là hằng hữu. Nếu mà chúng ta một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu đến một cái chi pháp, đó là thường chấp thường kiến, gọi là sasata ditthi đó, thì cái chấp thường kiến đó nó không phải là một cái gì đó hằng hữu. Hiểu là ở trong bốn cái thành phần dân quẩn này nó không phải là cái gì đó nó mà người ta được dân gian người ta gọi là linh hồn, dân gian người ta gọi là linh hồn, hoặc là có nhiều người nói là con người mình có cái gọi là tam hồn tứ phách, tam hồn thất phách, vân vân. Nghĩa là ngoài cái tam hồn ra ra thì còn có cái thất phách, thì trong cái hồn đó nó có hồn dại hồn khôn, thì người ta phân ra như vậy thôi. Nhưng sự thật ra thì không có một cái gì được gọi là hằng hữu, cái đó được gọi là linh hồn. Thí dụ như ở Ấn Độ giáo á, thì họ quan niệm rằng con người là một tiểu ngã, và đấng đại phạm thiên đó là một đại ngã, và con người đó là nếu mà có cái sự quân tu đó thì sau này cái điều tiểu ngã đó nó trở về với cái đại ngã, trở về với cái đại ngã, tức là hòa nhập vào với đại ngã và sẽ sanh về cùng để làm đại ngã, để trở thành một cái gì đó hợp thể ở trong cái đại ngã đó, ở trong đại ngã đó là đấng phạm đại phạm thiên. Rồi thí dụ như là người Thiên Chúa giáo họ quan niệm rằng hay hoặc là đối với lại người Hồi giáo cũng vậy, mình nói các cái tôn giáo lớn trên thế giới, họ quan niệm về Thánh Allah, họ quan niệm về Đức Chúa Trời, thì hả mà sau khi chết ấy, thì con người sẽ sanh về nước trời, sanh về nước trời, nước trời đó là được cái sự ban sủng từ nơi đấng Chúa Trời. Nếu con người, cái người đó họ làm ra cái phước, họ làm ra cái điều thiện, còn nếu mà cái người mà tạo cái ác nghiệp thì họ sẽ sanh xuống quả ngục, họ gọi là quả ngục tức là địa ngục, họ gọi là quả ngục là địa ngục. Thì ở đây đó cả những cái quan điểm đó đó cũng đều là không đúng với cái truyền thống chánh thống Phật giáo, không phải đúng với cái chánh thống Phật giáo. Cho nên nếu mà quan niệm rằng không có chấp đoạn á, thì cũng là một cái mối nguy hại, rất là nguy hại. Vì vậy đây có một số chúng sanh quan niệm như vậy, quan niệm như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái điều nữa mà ở đây đó là một số đi quá trớn. Đi quá trớn ở đây chúng ta hiểu là sao? Đi quá trớn ở đây là chấp vào thường kiến. Nếu nếu ai đó có đọc kinh Tương Ưng ấy, thì Đức Phật ngài nói bước tới sẽ trôi dạt, nhưng mà đứng lại thì phải sẽ bị nhẹm chìm. Đó là như vậy. Vì vậy cho nên Đức Phật á, ngài vượt lên chỗ cái chỗ khỏi cái chỗ bước tới mà ngài cũng không đứng lại. Tức là ở đây nói đến cái chấp thường hay là chấp đoạn, ngài không có rơi vào những cái tình trạng như vậy. Ngài không có rơi vào những tình trạng như vậy. Như vậy thì một người mà chấp thường kiến, ở trong cái danh từ Pali gọi là chấp thường kiến là gì? Gọi là sasata ditthi, tức là cái quan điểm chấp còn. Chấp còn thì ở đây á, phần lớn là chúng ta thường quan niệm là sau khi chết là có một cái gì đó nó luân lưu mãi mãi, mà dân gian ta gọi là linh hồn. Linh hồn mình chết chết chứ thể xác này á, mình chết nhưng mà sự thật là mình có linh hồn. Và trong Phật giáo không nói có một cái linh hồn, mà cái đó thí dụ như là bốn cái thành phần danh quẩn của chúng ta là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Khi căn mà gặp cảnh thì thức sanh khởi, và do Đức Phật ngồi nói giáo lý duyên khởi. Giáo lý duyên khởi tức là xúc thì sẽ là duyên cho thọ. Xúc thì duyên cho thọ. Xúc ở đây là gì? Xúc là sự giao thoa giữa căn và cảnh. Thí dụ như mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi 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 chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm và ý chúng ta suy nghĩ. Khi chúng ta có cái căn đó và cảnh đó thì tự động là chúng ta biết biết cái gì do mắt thấy, biết cái gì do tai nghe, biết cái gì do mũi ngửi, biết cái gì do lưỡi nếm, biết cái gì do xúc chạm, hoặc là biết cái gì do tâm chúng ta suy nghĩ. Cho nên nếu mà những cái đó gặp lại đó thì nó sinh ra, xúc thì sẽ là duyên cho các cái cảm thọ,
thì thọ thì sẽ là duyên cho ái, thọ là duyên cho ái. Vì vậy cho nên là trong cái tiến trình mà căn cảnh gặp lại thì là xúc, cho nên là tạo ra cảm thọ, và hả có cảm thọ thì sẽ có ái. Với một cái người phàm phu bình thường là sẽ có ái thôi, ái sanh khởi. Vì vậy cho nên là nếu một người mà chấp thường á, là vì sao họ nghĩ rằng họ cho rằng là sau khi chết là chính có một cái gì đó nó tồn tại mà dân gian ta gọi là linh hồn, rồi vài về sau này đó là có vài cái chủ thuyết nữa, vài chủ thuyết là tánh thanh tịnh hay là Phật tánh hay là này kia đó, thì vài cái chủ thuyết nó là có một cái gì đó nó chân như, nó hoàn toàn là hằng hữu như vậy ở trong bản thân của con người, nó có cái tính Phật tính như vậy. Thì ở đây đó chúng ta không khéo đó thì chúng ta sẽ bị rơi vào trong cái tình trạng chấp vào cái thường kiến. Mà chúng ta nghĩ lại đó là như thế này nè, khi mà có căn có cảnh thì thức sanh khởi, và khi mà những cái điều đó nó không có hội tụ được cái nhân duyên thì tự động là chúng ta không biết những cái cảnh đó đâu, không có những cái cảnh đó đâu, không có biết được những cái cảnh đó đâu. Cho nên là tìm ở trong căn và cảnh và thức đó, thì ba cái đó nó hợp lại, ba cái yếu tố chính nó hợp lại đó, thì không có một cái gì nó hằng hữu trong đời, có một cái gì hằng hữu. Nếu là một cái gì hằng hữu thì mình bảo làm sao nó phải vậy, nhưng mà cái tâm của mình nó luôn luôn thay đổi, thể chất của mình nó cũng luôn luôn thay đổi, và không có một cái pháp hữu vi nào mà nó lại trường tồn bất biến hết. Chúng ta nhìn lại ở trong Di Diệu pháp nè, tâm, sở hữu tâm và sắc pháp đều được gọi là pháp hữu vi, thì cả tâm, sở hữu tâm, sắc pháp á, thì nó cũng luôn luôn sanh diệt, không có cái nào mà bền bền vững tồn tại hết. Bởi vì pháp hữu vi á, là do cái điều kiện để tạo ra, cho nên không có một cái gì mà nó hằng hữu hết. Nó không có mà hữu. Nếu mà một người mà chấp vào cái gì đó nó hằng hữu, nó bền vững, nó không bao giờ bị hoại mất đi á, thì cái này nó cũng rơi vào trong một cái tình trạng tà kiến, đó là thường kiến, chấp vào cái tình trạng thường kiến. Cho nên á, nếu chúng ta để so sánh cả thường kiến và đoạn kiến thì thà là chấp thường còn hơn là chấp đoạn. Nhưng mà nếu mà nói là mình tu tập á, là không thể nào có mặt hai cái đó, hai cái chấp thường và chấp đoạn luôn, cả cái chấp thường và cái chấp đoạn luôn, chúng ta cũng cần phải bỏ. Bởi chấp thường đó thì nó lại là không đúng, không đúng. Nếu mà có một cái gì đó nó hằng hữu, nó bền vững và nó bất biến, nó luân lưu mãi mãi, thì rõ ràng là cái đó nó cũng rơi vào một cái tình trạng chấp thường kiến. Cho nên là đối với Phật giáo chính thống thì chúng ta hiểu rằng Phật nói nếu mà một người mà đi quá trớn ở đây, tức là cái người mà chấp vào thường kiến, chấp vào thường kiến, cho nên là không lẽ rồi bây giờ chúng ta làm người rồi kiếp sau lại chúng ta lại tiếp tục làm người nữa, chưa chắc. Rồi bây giờ là một chút chúng sanh nào đó mà sanh vào ác đạo khổ xứ, chẳng lẽ rồi kiếp sau rồi họ lại là ác đạo khổ xứ và họ mãi mãi như vậy hoài? Không thể nào có, không thể nào có. Cho nên là con người sẽ luân lưu ở trong cái con người sẽ tái sanh ở trong các cái cảnh giới đó. Ngay cả từ thức tái sanh á, thức thì là gì? Thức ở đây không phải là linh hồn, mà thức ở đây là điều kiện có để nó sanh khởi, do chiêu cảm lấy nghiệp, và cái thức đó đó nó tự động nó sẽ hội tụ, và nó tự động nó sẽ, nếu mà một số chúng sinh mà sanh vào trong bào thai gọi là thai sanh đó, thì tự động sẽ có mà, tự động sẽ mà do nghiệp, thấy không? Do nghiệp rồi có cái thức đó và chiêu cảm lấy nghiệp, và khi bấy giờ đó thì sẽ là tái sanh. Nếu mà tái sanh làm thai sanh thì trong đó có cái cõi nhân loại của chúng ta đó, thì chúng ta lưu ý là không có một cái gì mà nó hằng hữu hết. Không có cái gì hằng hữu. Cho nên nếu một số chúng sanh mà chấp vào thường á thì cũng là một cái nguy hại nữa. Mặc dù chúng ta so sánh giữa thường và đoạn thì thường nó vẫn tốt hơn là đoạn.
Nhưng mà cả hai này thường và đoạn cũng không đúng, không được. Với một cái người tu ở trong Phật giáo á, không nên chấp những điều đó. Và ở đây nói rằng chư thiên và loài người, chư thiên mình hiểu ở đây cả chư vị phạm thiên sắc và loài vô sắc luôn, rồi chư thiên ở cõi dục giới luôn, ở cõi dục giới luôn, từ ở cái chư thiên ở các cõi trời, rồi chư thiên ở hư không, hoặc là những chư thiên ở xung quanh cái cội cây, ở ngoài cội cây rồi chẳng hạn. Thì cái chư thiên đây ở đây là chúng ta hiểu là cả chúng sinh, nhân loại, và chư thiên ở đây là chỉ cho tất cả chúng sinh. Và khi mà tâm mà họ chấp như vậy đó, thì cái điều đó đó khiến cho họ khó thể từ bỏ. Cho nên ở đây đó quý vị thấy rằng là khi mà Đức Phật Ngài giảng về pháp á, Ngài giảng về giáo pháp á, thì để mà người ta chấp nhận, người ta chấp nhận cái lời dạy của Đức Phật á, thì phải họ phải bỏ được, họ phải bỏ được cái quan điểm của họ. Phần lớn đó là đối với người Ấn Độ xưa kia, phần lớn là họ chấp vào thường, rồi có một số quan điểm chấp vào đoạn, một số quan điểm chấp vào đoạn. Và Đức Phật á, cho nên là trong nhiều lần Đức Phật đã gặp các cái vị đạo sĩ, thì trong đó có một cái nhân vật mà gọi là Satchaka đó, Satchaka. Ông là cái người mà rất là giỏi về biện luận. Và ông nghĩ ông gặp Đức Phật thì cái giới quan điểm của ông á, ông quan điểm rằng cho rằng là có một cái đại ngã, có một cái ngã, cái tự ngã vị của chính mình. Thì Đức Phật đã hỏi rằng nếu mà ông gọi là bảo rằng có cái ngã đó, tức là có cái tôi trong đó đó, hay là mình gọi nôm na là có một cái linh hồn gì đó, thì ông bảo nó đừng bệnh, đừng già, đừng chết, hoặc ý của nó đó, ý của ông muốn đó, thì nó phải theo ý của ông hoàn toàn. Thì như vậy đó mới được gọi là có cái ngã ở trong đó. Còn đằng này á, thì sau khi Đức Phật hỏi như vậy thì ông bảo là không có làm được những chuyện đó, tức là không có muốn nó không già, không chết, không bệnh, muốn nó phải như thế này thế nọ, nó hoàn toàn theo ý của mình hết. Thì hoàn toàn nữa không làm được như vậy. Cho nên Đức Phật này nói nếu mà ông nói như vậy đó thì không thể nói rằng có một cái ngã gì ở trong này. Cái quan điểm này đó chúng ta thấy nếu mà không khéo đó, chúng ta dễ bị rơi vào trong một trong hai tình trạng đó lắm, nếu không khéo. Cho nên là ở trong Phật giáo đó, thì về Phật giáo chính thống đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng do căn cảnh gặp lại, do các pháp tương duyên, tức là các cái pháp nó hỗ trợ cho nhau, nó tương duyên cho nhau, thì tự động nó sanh khởi, là để cho chúng ta truy bắt được cái cảnh mà chúng ta cần phải biết. Thí dụ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và tâm mình suy nghĩ cái gì đó, thì nó đều là do có căn cảnh thôi, chứ nó không có bao giờ có cái linh hồn, cái đại ngã. Cho nên ở đây đó, để mà người ta bỏ được điều đó thì cũng khó. Cho nên Đức Ngài nói á, là khi mà một người mà được giảng như vậy đó, thì cái tâm của họ không có thể nào mà có được cái sự phấn khởi, hay hoặc là tâm của họ không thể có được cái sự tính thành, hoặc là tâm của họ không thể có được cái sự an trú, và họ không thể nào hướng đến cái điều mà mình được Đức Phật nhắc nhở dạy dỗ như vậy, nhắc nhở như vậy. Cho nên là nếu mà hai cái chấp đó đó, thì chấp thường và chấp đoạn đó, thì cái chấp đoạn nó nguy hiểm hơn là chấp thường. Mà cả hai cái chấp đó đó, thì nếu mà người ta đã chấp nhận chấp vào rồi đó, thì khó bỏ, khó bỏ. Và Đức Phật Ngài nói đó là cái người mà chấp chặt ở đây, tức là chỉ cho cái người chấp vào thường đoạn đoạn kiến. Còn cái người mà bị đi quá trớn, tức là cái người đi quá trớn ở đây là hiểu là cái người mà chấp vào thường kiến. Và cái người thứ ba ở đây đó, Đức Phật này nói rằng là
Nhưng có một số người lo âu xấu hổ, nhiễm với sanh hữu, quan hỷ với phi hữu. Đây là cái nói đến cái quan điểm chấp đây nè, phi hữu tức là chấp đoạn đó. Họ nói rằng khi thân hoại mệnh chung, tự ngã này sẽ bị chặt đứt, tức là không có cái linh hồn, không có cái gì hết, bị hoại diệt, không tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là chân thật. Như vậy này các tỳ kheo, đó là một số người đi quá trớn. Đây là liên quan đến những người mà thường kiến. Rồi giờ này các tỳ kheo, thế nào là một số người có mắt thấy? Một số người có mắt thấy. Như vậy thì ở đây này các tỳ kheo, thấy sự sanh hữu là sanh hữu, thấy sự sanh hữu là sanh hữu. Sau khi thấy sự sanh hữu, vị ấy hướng đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Như vậy này các tỳ kheo, đó là những vị có mắt thấy. Thì ở đây đó, chúng ta nói là cái người mà có mắt thấy, thì ở đây là gọi là cái người mà có cái trí, có cái trí. Con mắt ở đây là mắt trí tuệ, mắt trí tuệ. Mà có mắt thấy đó là thấy cái gì? Thấy cái sinh hữu này là sanh hữu. Sanh hữu là sao? Sanh hữu đó là cái điều mà chúng ta tái sanh. Sanh hữu là sanh hữu là sanh hữu là sao? Sanh hữu ở đây là nói đến cái việc mà chúng ta tái sanh ở trong bốn chủng loại, là thai sanh, là thấp sanh, là quá sanh, là noãn sanh. Do cái gì có cái đó? Do phiền não, do nghiệp. Do phiền não và do nghiệp. Do phiền não tức là do tham ái, do vô minh, do chấp thủ. Còn do nghiệp tức là chúng ta tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện đó, mà chúng ta có hiện hữu thôi. Giống như là cái người mà đầu tư ra, tạo tác ra sản phẩm gì đó, cái sản phẩm đó nó có được là do người ta tạo tác. Thì cái mà chúng ta có mặt ở trong 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 tam giới này, ở dưới bốn chủng loại là thai sanh, thấp sanh, noãn sanh hoặc quá sanh đó, thì cái đó nó đều là do nghiệp chúng ta tạo, mà động cơ chính tức là do phiền não, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ. Cho nên là vô minh, ái và thủ đó là gọi là phiền não. Nhưng mà hành và hữu, hành ở đây tức là chỉ cho phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Đừng nói về các vị phạm thiên ngoài trừ bậc thánh đây nha. Phạm thiên mà người phàm á, mà chứng thiền, thiền sắc hoặc là thiền vô sắc, thì họ vẫn chấp vào thường và đoạn, chấp vào thường và đoạn. Cho nên họ vẫn còn dướng mắt, họ vẫn còn dướng mắt. Cho nên á, ở đây đó là khi mà một người mà có sự hiện hữu ở trong các cái cảnh giới, từ ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì cái hành đây ở đây á, là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Phúc hành tức là nghiệp thiện, chúng ta tạo nghiệp thiện. Mà nếu nói trong vi diệu pháp tức là gì? Sở hữu tư phối hợp với tám tâm đại thiện. Mà từ ở sở hữu tư đó, sở hữu tư là tác tạo nghiệp mà, tác tạo nghiệp. Có những sở hữu tư nó là động lực, có những tâm động lực nhưng không tác tạo nghiệp, chẳng hạn như tâm siêu thế, không? Chẳng hạn như tâm tâm tốt, thì nó không thuộc về, nó là động lực nhưng mà nó không thuộc về tạo nghiệp. Còn nếu mà nó là động lực mà tạo nghiệp, thì ở đây chúng ta nói tạo nghiệp thiện. Nghiệp thiện tức là sở hữu tư phối hợp ở trong gọi là phúc hành á, thì nó phối hợp trong tám tâm đại thiện và năm tâm tâm thiện sắc giới. Thì tám tâm đại thiện đó là chúng ta tạo ra là chứng thiền, nếu mà chúng ta tu thiền á, thì chứng thiền sắc giới. Và nếu chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, chúng ta tùy hỷ phước, chúng ta hồi hướng phước, hoặc là chúng ta thính pháp thuyết pháp, chúng ta cải chánh tri kiến, thì những cái điều đó đều là những cái phước mà đưa chúng ta tái sanh về cõi cảnh giới lành, cảnh giới lành. Hoặc là chúng ta chứng thiền sắc giới thì chúng ta sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới, phạm thiên sắc giới. Thì ở đây được gọi là phúc hành. Nhưng mà sở hữu tư mà phối hợp với lại 12 tâm bất thiện á, thì rõ ràng là sở hữu tư này là tạo ra cái quả khổ này.
tạo ra quả khổ, mà người đó có thể sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Bởi vì nó phối hợp với 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, cho nên là nó tạo ra cái quả khổ, tạo quả khổ. Cho nên là chúng sanh có hiện hữu do cái hành đó. Hành ở đây là chỉ cho hành động của mình, hành ở đây là hạnh nghiệp của mình tạo ra. Mà trong trường hợp này thì nói là phi phúc hành, tức là sở hữu tư phối hợp với 12 tâm bất thiện đó. Cho nên là chúng ta bị sanh vô khổ cảnh. Rồi một cái phúc, một cái hành nữa, đó là bất động hành, là sở hữu tư phối hợp với 4 tâm thiện vô sắc. Thiện vô sắc. Bởi vì thiện vô sắc đó, thì dĩ nhiên khi mà một chúng sanh nào đó vô sắc, sanh về cõi vô sắc, mà sanh về cõi vô sắc là không có sắc, chỉ có tâm thôi chứ không có sắc. Có bốn cái thành phần danh quẩn, tức là thọ, tưởng, hành và thức thôi, chứ không có sắc quẩn. Như vậy thì do vậy cho nên là các ngài gọi đó là bất động hành. Bất động hành. Thì ba cái hành này đó, nó đều là đưa đến cái quả khổ hay là quả vui. Quả vui tức là cõi dục giới vui, cõi phạm thiên sắc giới. Phải không? Rồi một cái hành nữa là bất động hành, thì đưa đến cái quả mà tái sanh ở cõi phạm thiên vô sắc. Còn phi phúc hành tức là cái hành động mà bất thiện đó, thì đưa đến cái quả khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Chúng ta hiểu rằng cái sanh hữu này nó là như vậy, từ ở bốn chủng loại đó. Noãn sanh là loại sanh bằng trứng, thấp sanh là loại nơi sanh nơi ẩm thấp, quá sanh là nơi biến hóa, chúng sanh sanh bằng sự biến hóa, và thai sanh là loài sanh trong đó có con người của chúng ta, cõi nhân loại của chúng ta là thai sanh. Thì chúng ta hiểu rằng cái sanh hữu này đó là gì? Sanh hữu là sanh hữu là sao? Sanh hữu này là do hoàn toàn là do hành chúng ta tạo ra, do phiền não tác tạo, do phiền não phối hợp, tiền phiền não làm động cơ để thúc đẩy cho cái hành động chúng ta. Và khi mà hành động có như vậy, chúng ta có hiện hữu, hiện hữu. Và cái hiện hữu này đó, dù cái hiện hữu như thế nào, thì ở trong kinh Phật gọi đó là cái sự khổ, sự khổ. Cho nên chúng ta nói rằng là trong kinh nói rằng, Đức Phật dạy rằng là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, ghét mà gặp mặt nhau cũng là khổ. Rồi do chấp thủ năm quẩn nào cậu. Chấp là gì? Chấp ở trong năm quẩn này. Tôi. Của tôi. Tôi. Của tôi. Tự ngã của tôi. Trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Do chấp như vậy cho nên là cái đó nó liên quan đến cái chấp thủ. Ái mà nó liên quan đến chấp thủ. Mà ái liên quan tới chấp thủ thì nó có cái động cơ của vô minh. Cho nên đó là hoàn toàn là phiền não không? Và do có chấp thủ như vậy cho nên khiến chúng ta có hành động. Hả, mà cái nào mà chúng ta hành động mà nó còn dính chặt ở trong cái gọi là phiền não đó, phiền não đó, thì tạo cho chúng ta luân hồi. Mà luân hồi là khổ, luân hồi là khổ. Chỉ có khi là mình thấy nhàm chán, nhàm chán ly tham. Ở đây trước nhất là nhàm chán. Mình phải nhàm chán là thấy sợ, thấy ngán đối với sanh tử luân hồi. Nếu mà không thấy sợ, không thấy ngán thì mình không có thể nào mà thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên là để mà thấy sợ, thấy ngán á, thì mình phải tập cho cái tâm của mình. Như vậy thì ở đây đó, quý vị thấy rằng đó là như là ngày Xá Lợi Phất ngày dạy đó là mình ưa thích với sắc, ưa thích với thọ, ưa thích với tưởng, ưa thích với hành, ưa thích với thích. Mình ưa thích với cái đó thì mình sẽ bị khổ, mà mình ưa thích với cái trong cái khổ đó thì mình không thoát khổ. Chỉ có cái là mình ly tham, nhàm chán ly tham, là mình phải thấy rõ sự thật là khổ. Nó nhiều khi đó chúng ta thấy rằng là mình có khi mình gặp những cái chuyện mà nó bất trắc cho cái đời sống của mình, nào là bệnh đau, nào là nạn tai, nào cái việc này việc nọ nó xảy ra liên quan đến cái mình và những người chung quanh của mình, thì mình thấy mình cũng có khi cũng ngán ngán á, thấy cũng sợ sợ đó. Tại sao kiếp nhân sinh sao nó khổ quá. Nhưng mà rồi cái nhận thức về cái khổ của mình á, cũng chỉ là biết khổ vậy thôi, nhưng mà mình chưa có đủ cái trí để khóa tan của cái bóng tối vô minh,
của cái tham ái, của cái chấp thủ đâu. Mình chưa có phá được, và chưa có phá được thì cái sự khổ nó cũng vẫn tái diễn, tái diễn. Và ở đây tập cho mình đời sống mình phải biết nhàm chán, nhàm chán cái sự sinh hữu, nhàm chán cái gì, cái đời sống của mình, dù là mình ở một cái địa vị nào đó nữa, cái vai trò nào, cái địa vị nào, thì mình vẫn có cái sự khổ. Mình phải biết sợ, sợ khổ. Nói vậy chứ quý vị thấy đó, mình chưa có tri được cái kiếp quá khứ của mình. Nếu mà mình tri được cái kiếp quá khứ của mình thì bao nhiêu kiếp luân hồi, không biết là mình chết bằng cách này, chết bằng cách kia, rồi chưa biết là bao nhiêu cái quan trái mà nó sinh ra ở trong cái đời sống, sinh ra trong đời sống. Cho nên có cái câu chuyện mà cũng vì cái ái tham đó mà cái người đàn ông đó sanh lại làm con bò, rồi sanh làm con chó, rồi sanh làm con của chính người vợ của mình, vì thương vợ mình cho nên là nó sanh cái vòng vòng vậy này. Bị cái cô vợ của mình, chính cô vợ mình đã tự, do có cái tình mới cho nên là giết mình chết vậy. Nhưng mà do thương vợ cho nên là sanh lại làm con của vợ của mình nữa, rồi cũng lại cũng bị chết nữa, rồi chết rồi sanh làm con bò, sanh làm con chó, mà thế là gì, cũng vẫn tái sanh tới tới lui. Cái kiếp mà sau cùng á thì cái người đó sanh được làm một cái cậu thanh niên, rồi á, là cũng có cái duyên lành, lành cho nên là muốn được xuất gia, rồi hai ông cháu ông nội đi xuất gia, đi xuất gia cùng với người cháu của mình. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là bắt nguồn từ ở cái gì, từ cái ái tham, từ cái chấp thủ, do vô minh cho nên khiến cái người đàn ông này thương cái người vợ của mình, mặc dù người vợ mình đã tư tình với một cái người đàn ông khác, bản thân của người vợ mình đã tự giết mình rồi, nhưng mà cũng sanh lại làm con bò, sanh lại làm con chó, rồi cuối cùng là sanh lại làm một cái người con. Là thấy nếu mà nhớ được cái kiếp của mình thì cái người thanh niên này, cảm thấy không phải là nhớ hoàn toàn, nhưng mà do cái duyên lành cho nên là người thanh niên này muốn được đi xuất gia, đi theo với ông nội mình đi xuất gia, rồi bỏ cái cuộc sống này, thấy ngán. Nếu mà mình tri được cái kiếp của mình á thì quý vị biết rằng không biết bao nhiêu kiếp mình sanh lên sanh xuống, không phải là chỉ sanh làm người đâu, lục đạo sáu đường á, chúng ta cứ đi hoài lục đạo sáu đường, ba cõi này đó, thì chắc lẽ là chúng ta cũng có mặt hết, ngoại trừ là cõi tịnh cư thiên là chúng ta không có thôi. Năm cõi tịnh cư thiên là cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Bởi vì sanh cõi đó là những các bậc thánh mà phải bậc thánh tam quả, rồi tiếp tục tu tập nữa, rồi cuối cùng là giải thoát hoàn toàn niết bàn luôn ở cái cảnh giới đó. Cho nên là trong các cái cõi đó, có lẽ là chúng ta có mặt hết. Chúng ta cũng sanh lên sanh xuống, rồi làm người, rồi có khi làm thú, rồi có khi sanh địa ngục, có khi làm sanh làm ngạ quỷ, có sanh làm Atula, có khi làm chư thiên ở cõi này cõi nọ, có khi là sanh làm phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới. Chúng ta thấy vậy đó. Rồi cứ dòng luân hồi sanh tử. Cho nên ở đây nó chỉ có một cái người mà biết ly tham, biết đoạn diệt tham, đoạn diệt tham, thì cái người đó mới là cái người mà gọi là có mắt thấy. Cái người có mắt thấy, mà con mắt ở đây tức là con mắt trí tuệ, mắt trí tuệ, mắt trí tuệ ở đây đó là mình nói là mắt trí tuệ, tức là cái trí tuệ trên phương diện hiện tế, tức là chúng ta thấy được nhân quả, thấy rõ được cái luân hồi sanh tử là khổ vậy. Và cái mắt nữa ở đó là ở đây gọi là trí đạo, trí đạo tức là trí ở trong tâm đạo của bậc thánh. Thấp lắm đó là cũng là bậc sơ đạo, bậc sơ đạo thấy niết bàn lần đầu tiên, mới thấy được cái sanh tử luân hồi nhàm chán vậy, rồi lần lượt đó, rồi mới chấm dứt được cái sanh tử luân hồi, mới đoạn tận được cái phiền não, cái gốc tích, cái nguồn cội mà để đưa cho cái sự khổ này hiện khởi. Ở đây đó, trong cái kệ ngôn này Đức Phật ngài dạy là những ai thấy được, những ai đã thấy được sanh hữu là sanh hữu, thấy được sự vượt qua của sự sanh hữu ấy.
Những vị ấy giải thoát đối đối như thật hiện hữu, vì nhờ đoạn đoạn diệt được tham ái đối sanh hữu. Ái tham nó là quan trọng lắm. Nếu vị ấy liễu tri sanh hữu là sanh hữu, vị ấy ly tham ái đối với phi hữu, đối với hữu và phi hữu, tức là chấp đoạn và chấp thường. Chấp đoạn và chấp thường, vị ấy ly ái tham đối với hữu và phi hữu, tức là lìa bỏ cả chấp đoạn và chấp thường. Ái nó quan trọng lắm. Tỷ kheo quyết phi hữu, quyết phi hữu đối với chính sanh hữu, tức là không còn sự hiện hữu nữa. Sẽ không còn đi đến, sanh đi rồi sanh lại, tức là chỉ cho cái tịch tịnh niết bàn, không có tái diễn của năm uẩn, không có tái lập của năm uẩn trở lại, không có luân hồi sanh tử trở lại. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài muốn nói là cái hạng người thứ nhất là hạng người chấp chặt, là liên quan đến cái gọi là ái tham, quan đến cái đoạn kiến, chấp vào đoạn kiến. Rồi cái thứ hai nữa là một số người đi quá trớn, tức là chỉ cho cái người chấp vào thường kiến. Và cái người thứ ba là cái người mà có mắt thấy, tức là có cái trí đạo để thấy rõ đoạn tận được phiền não sanh tử luân hồi, biệt là ái tham. Và nếu mà đoạn được ái tham, đoạn được vô minh, đoạn được chấp thủ, thì cái sự sinh hữu nó sanh hợp. Và dù ngay cả cái người quan niệm về chấp hữu và phi hữu, thì cái đó liên quan đến toàn thường kiến và đoạn kiến đều là không tốt hết. Chỉ có cái người thấy rõ được sanh hữu là sanh hữu, ở đây có nghĩa là sự sanh là khổ, biết được như vậy để nhàm chán, để ly tham, để đoạn tận tham ái, chứng đắc được niết bàn, cái điều chính đáng mà Đức Phật ngài dạy là cái người có mắt thấy ở đây. Chúng tôi xin được dứt lời cái bài học ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tân đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay để chúng con nghe, hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, cảm ơn Thích Tràng Đâm cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và để rơm chúng con còn đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha, giá con kính dân Bích Đánh Sư. Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa buddha nu pha we na sada sati kawan tu te Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa dhamma nu pha we na sada sati kawan tu te Vatu sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa sangha nu pha we na sada sati kawan tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi đến người, do quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạng kinh chi cu sa la cảm mang ca tập bằng khi đi dạng mama ca ye na wa cha manasa đi đa se su ga tăng ca tăng ye sa ta san nhị nô a thi ye cho sa ta a san nhị nô ca tăng buồn nhập pha lăng mấy hăng sa bê bà ghi bà quan tu tê ye tăng cái tăng điện năng quỳnh nhà bà lăng mà dạ ye cho ta thành là cha anh thì để qua ganh ta nhị ye đại dâm
sa pe lo cam hi ye sa ta chi quan ta ra he tu ca ma mun năng pho cha năng sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti bữ ca căn con là do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bậc vô tưởng được mà hưởng an phước con hồng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mách nhai có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thầu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà Nhất La Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên Chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm pháp quốc kinh chuyên đề, nhất là xung quanh chùa Ngũ Đức, chùa Thái Hòa, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong pháp cú kinh chuyên đề, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể kinh an bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Y đăng quân nipana sắp bát cho vô hồ tụ, y đăng quân nhân nipana sắp bát cho vô hồ tụ, y đăng quân nhân nipana sắp bát cho vô hồ tụ. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, đọc kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thượng tọa pháp tân thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm pháp cú kinh chuyên đề thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 17:30 giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, dục bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm pháp cú kinh chuyên đề được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài, nhật bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin được xuống mít và của chúng con cũng xin phép được khép cửa rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt đạo tràng.